ngày 24 tháng 5 tại quảng trường Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân tổ chức chương trình nghệ thuật Hà Tĩnh ghi nhớ ơn người nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 tháng 6 1957, 15 tháng 6 2022. Cùng dự có lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng. Tại chương trình, đông đảo người dân đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và sự đổi thay của quê hương Hà Tĩnh hôm nay. Các tiết mục do các thành viên của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh và đội văn nghệ quần chúng huyện Nghi Xuân thể hiện đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người xem. Chương trình nghệ thuật là dịp ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã phấn đấu cho quê hương đất nước. Đồng thời tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực tự cường, truyền thống văn hóa, khơi dậy ý chí khát vọng của con người Hà Tĩnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn thành các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.